Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chủ trì phiên họp với các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố xem xét và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến vào 5 nội dung về điều chỉnh, tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng bất động sản, lệ phí trước bạ nhà đất năm 2021 của huyện Văn Giang, ban hành quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, ban hành đề án đầu tư bổ sung chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia, đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, đề án tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hỗ trợ sửa chữa nhà ở bị hư hỏng, xuống cấp đối với người có công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2021. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành liên quan cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là tập trung tháo gỡ khó khăn về giải ngân vốn ODA. Đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo tỉnh cần phối hợp với các huyện, thành phố hoàn tất việc hỗ trợ xây nhà ở cho các hộ giai đoạn 2019-2020. Đồng thời khẩn trương thẩm định, lập danh sách trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ sửa chữa nhà ở bị hư hỏng, xuống cấp đối với người có công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục tập trung tu bổ chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.